Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin. Ông Tập bị quân đội gây sức ép cứng rắn sau phán quyết đừng lưỡi bò. Giới lãnh đạo Trung Quốc được cho là đang phải tìm cách né tránh những áp lực từ quân đội buộc họ phải phản ứng quyết liệt hơn sau phán quyết của đừng lưỡi bò. Sau khi tòa trọng tài thường trực BCA do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở The Hague là Hà Lan đã phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đến nay vẫn chưa thể hiện dấu hiệu nào cho thấy họ muốn thực hiện các động thái cứng rắn hơn. Thay vào đó, Trung Quốc kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, gần đây, một số thế lực bên trong lực lượng quân đội ngày càng độc lập của Trung Quốc đang ra sức thúc ép chính quyền phản kháng lại mạnh mẽ hơn. Tính đến cả khả năng huy động quân sự nhằm chống lại Mỹ cũng như các đồng minh khu vực về vấn đề Biển Đông. Phán quyết từ tòa trọng tài khẳng định quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên biển trong yêu sách đường lưỡi bò mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra, bao trùm hầu hết diện tích của Biển Đông. Bắc Kinh luôn miệng nói rằng sẽ phớt lờ phán quyết, gọi đây là một âm mưu chống Trung Quốc được nung nấu ở Washington. Quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng, một nguồn tin giấu tên cho hay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình những năm gần đây không ngừng tranh thủ sự ủng hộ của những củng cố quyền lực đối với quân đội mà chưa gặp bất kỳ thách thức lớn nào. Ông còn đang giám sát chặt chẽ quá trình cải cách nhằm nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng vũ trang. Song việc những thế lực bên trong quân đội Trung Quốc đòi hỏi phải có hành động mạnh tay trước phán quyết của tòa trọng tài đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, có thể dẫn tới tình thế đối đầu nghiêm trọng ở Biển Đông, giới chuyên gia đánh giá. Một nguồn tin khác có mối liên hệ với quân đội miêu tả lực lượng vũ trang Trung Quốc hiện vô cùng hiếu chiến. Mỹ sẽ làm cho những gì mà họ cho là cần thiết, chúng tôi cũng sẽ làm những gì chúng tôi cái cần. Nguồn tin ngoại quyết tổng quân đã được củng cố sức mạnh. Đứng trước câu hỏi liệu Bắc Kinh có đang tìm kiếm một cách phản ứng mạnh mẽ hơn không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Anh chỉ lặp lại rằng lực lượng vũ trang của nước này sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, các quyền hàng hải cũng như hòa bình ổn định của khu vực, đồng thời xử lý mọi mối đe dọa và thách thức. Tuy nhiên, các tướng lĩnh về hưu cùng những học giả xuất thân từ quân đội Trung Quốc lại thúc giục chính phủ đưa ra một thông điệp mạnh bạo hơn: quân đội sẽ đứng lên chiến đấu cùng Trung Quốc và không bao giờ khuất phục trước bất kỳ nước nào về vấn đề chủ quyền. Theo Reuters, hiện chưa rõ động thái cứng rắn nào mà quân đội Trung Quốc cân nhắc thực hiện là gì. Nhiều người tập trung vào khả năng Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ISIS trên Biển Đông. Các nguồn tin có liên hệ với quân đội còn nhắc đến một số lựa chọn khác, bao gồm trang bị tên lửa cho những máy bay tuần tra khu vực. Zhu Gang, đại tá quân đội về hưu, nhận xét về việc Trung Quốc tuyên bố sẽ điều phi cơ tuần tra thường xuyên ở Biển Đông cho thấy Bắc Kinh muốn tìm cách đánh bại ưu thế trên không của Mỹ mà được nhờ được ngủ tàu sân bay hiện đại. Trung Quốc lúc này không còn cảm thấy bị đe dọa bởi đội tàu sân bay của Mỹ nữa và đủ can đảm để tiếp trả, bất chấp nguy cơ xảy ra va chạm ngoài ý muốn, Siêu viết trên tờ Weibo. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơn và nên coi phán quyết từ tòa trọng tài như một bước ngoặt đối với chiến lược ở Biển Đông của ta, Liu Xinming từ Đại học Hải Môn bình luận. Dù giới quân sự liên tục đưa ra những phát ngôn mạnh miệng, đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn chưa triển khai động thái tiềm ẩn nào khả năng gây leo thang căng thẳng lớn nào. Một số nhà ngoại giao cùng các nguồn tin cho hay giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ sự nguy hiểm cũng như những hệ lụy mà họ phải chịu nếu có thể để xung đột bùng phát. Họ đang ở thế thủ, họ rất lo lắng trước phản ứng từ quốc tế, một nhà ngoại giao hàng đầu Bắc Kinh tiết lộ, dẫn chứng bằng những cuộc đối đầu, đối thoại với các quan chức Trung Quốc. Họ thật sự mong muốn nối lại đàm phán, giới lãnh đạo Trung Quốc phải xem xét thật kỹ những bước đi tiếp theo. Nội bộ lực lượng vũ trang Trung Quốc cũng nhận thức được rằng họ sẽ phải nhận hơn những hậu quả tồi tệ nếu đối đầu trực diện với Mỹ. Hải quân của chúng tôi không thể so bì cùng Mỹ, chúng tôi không thể so sánh kịp họ về mặt công nghệ, những người dân thường Trung Quốc sẽ là bên duy nhất bị ảnh hưởng, một nguồn tin quân đội nói và thêm cách rằng nhìn nhận này hiện rất phổ biến. Một nguồn tin khác cho quan hệ của giới lãnh đạo Trung Quốc thì thẳng thắn nói chiến tranh khó có thể nổ ra. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây lên tiếng về đề cao tầm quan trọng của đối thoại, nhấn mạnh đã đến lúc đưa mọi thứ trở về quỹ đạo và ngừng nói về phán quyết của tòa trọng tài. Mỹ đáp lại lời đề nghị một cách đại thiện chí, cử cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice tới Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế. Washington cũng đang áp dụng phương pháp ngoại giao thầm lặng nhằm thuyết phục các bên liên quan ở khu vực tránh thực hiện những động thái mạnh khiến căng thẳng gia tăng. Bắc Kinh từ lâu luôn tỏ thái độ giận dữ trước hoạt động tự do hàng hải của Washington ở Biển Đông, song chỉ điều tàu bám đuôi và cảnh báo các chiến hạm Mỹ. Điều này cho thấy Trung Quốc rõ ràng không muốn khiêu khích Mỹ về mặt quân sự.
Nhiều nhà ngoại giao phương Tây và châu Á nhận định, theo một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh, nếu muốn thực hiện các động thái gây hấn quân sự, Trung Quốc sẽ tính toán kỹ lưỡng thời điểm, nhiều khả năng rơi vào khoảng thời gian từ lúc hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc vào đầu tháng 9 tới tháng 11, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Trung Quốc rất lo ngại những hành động của nước này ở Biển Đông sẽ phủ bóng hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải đối mặt với những lãnh đạo đến từ các nước cường quốc hàng đầu thế giới. Sự kiện dự kiến được tổ chức ở thành phố Hàng Châu, nhưng Trung Quốc sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ Mỹ sẽ chỉ ngồi đó và không làm gì cả, nhà ngoại giao ở Bắc Kinh khẳng định. Bản tin đó là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.